mà xuống 5k đập tư khô 7000 bán 2 quá ta. Rồi đó nghe nói 7200 71 mới xuống cái sạc. Đem về trên đổ là đâu giám đốc đó. 5000 đến 7200 bắp tư 5000 khô 7200 mới xuống cái chát luôn các bạn. Tăng 5 triệu quá mau ăn này bán cho lái nào hả? Lái tăng quá hồng hả?